Chào mừng tất cả các bạn đã đến với video của Ngoan ngày hôm nay. Có rất là nhiều anh chị hỏi Ngoan là cái cách dùng đông trùng hạ thảo như thế nào. Và hôm nay Ngoan làm video này để hướng dẫn cho tất cả các anh chị nha. Thì quý anh chị cũng đã biết là đông trùng hạ thảo là một loại thảo dược thiên nhiên và nó có từ rất là lâu đời. Và nó mang lại sức khỏe rất là tốt cho nhiều người sử dụng. Do đó thì giá cả đối với đông trùng hạ thảo tự nhiên thì rất là đắt đỏ. Và vì vậy thì hiện nay thì ở trên thị trường nước Việt Nam của chúng ta cũng đã sản xuất thành công nấm đông trùng hạ thảo. Tuy nhiên thì về mặt giá cả thì có rất là nhiều loại. Để quý anh chị lựa chọn đúng cái đông trùng hạ thảo chất lượng thì phải dựa vào hai yếu tố, đó là adenosine và cordycepin, phải đáp ứng đầy đủ hai thành phần này đạt cái tiêu chuẩn, và thêm nữa là phải đảm bảo về an toàn thực phẩm, là một sản phẩm là không bị nhiễm khuẩn. Thì ở chỗ Ngoan là nấm đông trùng hạ thảo Franci được Đại học Nông Lâm sản xuất ra và phân phối, thì được dùng theo công nghệ sấy thân hoa. Vì vậy các bạn sẽ thấy là nấm đông trùng hạ thảo ở chỗ Ngoan vẫn giữ được mùi vị, màu sắc và cũng như là chất lượng. Có rất là nhiều cái cách mà để chúng ta dùng đông trùng hạ thảo. Tuy nhiên thì cách đơn giản nhất là các bạn pha với nước ấm như thế này, hay còn gọi là hãm trà. Thì hôm nay Ngoan sẽ hướng dẫn cho các bạn. Thì chúng ta để hãm trà cái đông trùng hạ thảo như thế này, thì các bạn pha với nước khoảng 70 đến 80 độ. Sau đó chúng ta pha khoảng 3 sợi nấm thôi. Chúng ta phải uống 3 sợi nấm như thế này, chúng ta để cho nó ra hết dược chất nha các bạn. Là chúng ta để khoảng là 20 đến 30 phút thì nó ra hết dược chất thì chúng ta sử dụng. Và nấm đông trùng hạ thảo này các bạn dùng tốt nhất là vào buổi sáng sớm trước khi chúng ta ăn nha. Hoặc là các bạn không dùng hãm trà như thế này nè, thì các bạn có thể là dùng để ngâm với mật ong, hoặc là các bạn có thể dùng với ngâm với mật ong saffron nữa thì rất là chất lượng. Cái hũ như thế này thì tất cả như là nam nữ đều dùng được. Còn đối với các anh nam á, thì các bạn có thể là dùng để ngâm rượu nha, với liều lượng như sau. Nếu mà chúng ta ngâm với saffron mật ong á, thì chúng ta ngâm là 500ml, 500ml mật ong thì chúng ta ngâm là cái hũ 10g như thế này nha các bạn. Còn chúng ta dùng để ngâm rượu á, thì 1 lít rượu thì chúng ta ngâm là 10g đông trùng hạ thảo. Các bạn có thể ngoài các bạn ngâm với rượu nè, ngâm với mật ong và chúng ta uống hãm trà như thế này, thì các bạn có thể là dùng trong nấu ăn, các bạn có thể là để vào lẩu, hoặc là các bạn có thể hầm canh, hầm canh, hoặc là các bạn có thể chưng yến, dùng để chưng yến nấm đông trùng hạ thảo thì cũng rất là tốt cho sức khỏe. Hoặc là các bạn cũng có thể để vào cháo. Thì thường đối với trẻ em mà từ trên 6 tuổi thì chúng ta cho trẻ em dùng, thường là dùng với liều lượng ít, và nếu dùng thì chúng ta thường để vào thức ăn thì sẽ dễ hơn. Nấm đông trùng hạ thảo các bạn, thì nếu mà các bạn hãm trà như thế này nè, thì chút xíu nữa nó sẽ ra cái màu hơi vàng vàng. Thì ở đây nấm đông trùng hạ thảo nó sẽ có cái màu vàng cam tươi rất là đẹp nha các bạn, với là cái sợi của nó là nó giống như là cái sợi lúc mà dạng tươi á các bạn. Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng cái quy trình đó là sấy thân hoa thì nó sẽ không bị teo lại như là so với các công nghệ khác nha, và vẫn giữ được cái mùi vị, màu sắc và chất lượng. Thì các bạn nào có muốn sử dụng nấm đông trùng hạ thảo, hoặc là các bạn có thể sử dụng là đông trùng hạ thảo ngâm với saffron mật ong, thì các bạn có thể liên hệ với Ngoan qua số điện thoại đó là 0984167717 để Ngoan có thể là tư vấn và hỗ trợ cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.